Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có ý nghĩa và giá trị to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Những câu chuyện về các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực đã và đang nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Trong chương trình Hoa tháng 5 dâng người, 75 điển hình tiên tiến Công an nhân dân học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, đại diện cho hàng nghìn tấm gương của lực lượng đã vinh dự được tuyên dương ngay chính trên quê hương của người. Tại hội nghị tổng kết phong trào thanh niên Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2019-2023, 30 tập thể và 75 cá nhân có thành tích xuất sắc cũng đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Luôn luôn phải cố gắng, hai nữa là phải hết sức là sáng tạo, mình phải tận dụng những cái sức trẻ của mình để trong cái thực hiện công tác chuyên môn để hoàn thành cái nhiệm vụ mình được giao, và phải ý thức được rằng là lấy dân làm gốc và ý thức phục vụ nhân dân là chính. Đây và cũng là một là cái trách nhiệm, cũng là cái công việc của mấy cán bộ chiến sĩ trong cái thực hiện cái nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở, để thực hiện cái công việc là gần dân, sát dân, bám dân, luôn luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện tốt cái công việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Từ việc nhỏ thiết thực hàng ngày đã có rất nhiều câu chuyện học tập và làm theo Bác để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, là những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không quản nguy hiểm lao vào đám cháy cứu người cứu tài sản, chiến sĩ cảnh sát giao thông dãi nắng dầm mưa làm cọc tiêu sống hướng dẫn người dân đi lại an toàn, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự ma túy không sợ hy sinh nguy hiểm bắt giữ các đối tượng tội phạm có vũ khí, những cán bộ an ninh trinh sát điều tra ngày đêm tìm tòi đấu tranh đưa ra ánh sáng những tên tội phạm nguy hiểm, các cán bộ công an xã tận tụy bám địa bàn gần gũi với nhân dân đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, nhiều việc làm có ý nghĩa nhân văn thiện nguyện hướng về cộng đồng phục vụ nhân dân. Vâng, qua những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi có thể thấy, những tấm gương đó là minh chứng sống, là kết quả của quá trình học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an nhân dân. Vậy để việc học và làm theo Bác có ý nghĩa thiết thực hơn, có sức lan tỏa sâu rộng hơn thì những vấn đề gì đang được đặt ra? Biên tập viên Nam Hà đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an nhân dân. Là lực lượng Công an nhân dân với những sự dìu dắt và chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, và điều này đã được chứng minh cụ thể trong thực tiễn như thế nào ạ, thưa giáo sư? Bằng chứng là tất cả các cái thử thách hiểm nghèo của dân tộc mà cho đến nay chúng ta đã vượt qua đấy thì đều có cái vai trò rất lớn của Công an nhân dân. Như gần đây thôi, chúng ta đã phải trải qua cái thời kỳ chống chọi với lại cái dịch bệnh hiểm nghèo, thì ở đó cái vai trò người công an ấy làm sao đó để yên lòng dân, làm sao đó để giữ gìn trật tự xã hội trong cái bối cảnh cực kỳ phức tạp như thế, thế mà đất nước ta vẫn vững vàng. Thì cái sự vững vàng ấy ai cũng thấy mình tự nhiên là an hưởng, nhưng không biết rằng đằng sau cái sự bình yên ấy, đấy là sự hy sinh thầm lặng, đấy là những cái đóng góp không thể tính đếm hết được của những chiến sĩ công an. Có thể thấy là bằng việc mà cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thì lực lượng Công an nhân dân nói riêng và nhân dân ta nói chung thì đã có được những sự chuyển biến rất là đáng ghi nhận, đúng không ạ? Vậy riêng với lực lượng Công an nhân dân, sự chuyển biến đó thì giáo sư cảm nhận như thế nào ạ? Công an là có cái vai trò thực hiện những cái nhiệm vụ nói chung là rất đặc biệt. Nó khó khăn, nó phức tạp là bởi vì tiếp xúc với những cái mặt tiêu cực của xã hội, rồi là đối mặt với những âm mưu mà không lộ diện của kẻ thù, và đặc biệt ấy, là phải làm sao đó để giữ được lòng tin của người dân, thì cái điều đó nó khó vô cùng. Học theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì trước hết là phải trung thực, trung thành và liêm khiết. Thế nên thực chất trong hoạt động của công an là làm sao đó có được những cái quan hệ chuẩn mực, đúng đắn, thông minh, khéo léo.
Và vì vậy cho nên tôi thấy công an trong thời gian vừa qua đấy đã coi cái văn hóa ứng xử như là một cái mảng đấy, mà có thể coi như là một cái nghiệp vụ đặc biệt. Thì trong thời gian vừa qua đấy, tôi thấy lực lượng công an đã làm rất nhiều trong cái việc mà chấn chỉnh đội ngũ của mình, phát huy những cái phẩm chất tốt đẹp của người công an nhân dân, và đồng thời cũng xây dựng ngày càng tốt hơn cái mối quan hệ với nhân dân. Và đó là một cái thành công rất là quan trọng. Học bác để phục vụ nhân dân tốt hơn thì đây không chỉ là một cái động lực để mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an phấn đấu, mà cao hơn là để hướng tới mục tiêu đó là để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Và để hướng tới mục tiêu đó thì theo giáo sư Vũ Minh Giang, mỗi một cán bộ chiến sĩ công an cần phải cụ thể hóa điều này như thế nào ạ? Thì cái rèn luyện ở đây, cái phẩm chất ở đây thì phải để hiểu theo cả hai nghĩa. Tức là cái phẩm chất của một con người, của một chiến sĩ, của người công an nhân dân, nhưng đồng thời cũng phải là rèn luyện theo cái nghĩa là tinh thông nghiệp vụ, phải là nâng cao hiểu biết, trình độ để mà đáp ứng, để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Thì đấy, theo tôi nghĩ là mỗi người đều phải có một cái chú tâm rèn luyện như vậy thì nó sẽ góp phần làm cho lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh. Xin cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang trong chương trình ngày hôm nay.